Bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho Bác Tuyết với nha. Có lên thử trà bà Tuyết tự làm. Phải thử mới biết được. Nhìn này. Thế nào? Cháu chưa cảm nhận được gì cả. Uống nốt hai chén này. Thế nào? Cháu vẫn chưa thấy gì cả. Ôi, đây này, thử. Cái này là cái gì đây ạ? Thấy gì không? Chẳng thấy gì cả. Ôi trời ơi, ép không rồi. Ôi trời ơi. Tôi là một chàng trai vô cùng yêu thương động vật, đặc biệt là chú chó của mình. Trăm năm kiều vẫn là kiều, thịt chó đặc sản là điều hiển nhiên. Ôi con chó này to thế cháu, thịt chắc cả xóm ăn. Thế giống chó này nó có cắn người không cháu? Nó chả cắn ai bao giờ. Không cắn người thì sao trong nhà? Thịt đi. Xóm này nhiều trộm lắm, mày phải cất nó vào đâu mà không ai tìm thấy. Ở chỗ nào thế bác? Cất trong này này. À, mày ăn được mắm tôm cháu? Cháu có, mà bác hỏi làm gì? Để tao đập giềng vào đầu nó. Bác bố tí mày cho mày không chết. Rất là bạn nhanh á. 11 giờ đi ăn trưa này, 14 giờ đi kiếp đồng, 16 giờ đi đón con, 37 giờ giặt quần áo cho vợ. Ôi ơi, cho tôi xin đồng hành ơi, hành ơi, cho tôi xin đồng. Chàng trai, cậu đúng là một người nghèo đấy. Ừ. Này, bà biết đây là ai không? Đây là chủ tịch tập đoàn NMT. Bác gái, sao bác lại bảo cháu nghèo ạ? Tiền bạc thì tôi không bằng cậu, nhưng còn thời gian á, cậu tuổi. Cũng phải, bác nói cũng phải. Cái gì mình không làm được thì mình đi thuê, mình có tiền cơ mà. Ừ ha, cháu cảm ơn bác đã cho một sáng kiến, cháu cảm ơn bác. Tôi thuê cậu 5 triệu một tháng, đi tập gym 30 buổi thay tôi. Trong vòng một tháng, tôi phải có cơ bụng sòng múi. Em làm được. Còn cậu, tôi thuê cậu tối nay đi ngủ với con bồ của tôi, quất cho nó 5 phát, để nó hết kêu tôi yêu sinh lý. Gì? Em làm được. Cái gì không làm được? Thì mình đi. Mẹ ơi, mất xe máy rồi, mẹ ơi, mất xe máy rồi, mẹ ơi, mất xe máy rồi, mẹ ơi. Xe tao đứng thôi, xe tao vừa đây không ra đây là không thấy rồi. Đâu rồi? Một con hay cả con? Ôi thằng kia trộm xe kìa. Ai bảo, ai làm đây con mà, ai làm con, con đây, ai bảo đây. Ui giời ơi. Mày cứ cắm đầu vào điện thoại đi. Bố mày về, bố mày tẹt chỗ. Dằm bà con lợn, con thằng sau. Ừ, mày thế thì hay rồi. Bố toàn tính nóng như kem. Bố mà về nhá, mồm con uốn ba tấn là sao. Mồm nào. Ôi trời ơi. Lợn không chăn mày phải ăn đòn thôi. Ghét cô. Không chăn lợn thì ăn đòn. Cái gì đấy? Ngon thế nhỉ? Đưa ra xe nào. Cái gì đấy? Hả? Bố mày đang phun phun cái bánh này làm rõ được bôi đấy. Mày qua một túi thạch kem dai dai, đánh tao một cái nóng. Mày đưa tao xem cái thạch kem dai dai nào. Vừa là kem lại vừa là thạch à? Mở cái thạch này nhá, nguồn có magic cơ. Magic á? Mở tủ mát ra thì nó là thạch, mở tủ đá ra thì nó là kem. Tủ mát là thạch, tủ đá là kem. Wow. Ôi trời ơi, dài ra, nhai là thế. Từ giờ tao có bảo lối để hạ hòa bố mày rồi. Nhà bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho bác Tuyết với nhá.